Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nhưng em có chịu nghe đâu. Lúc nào cũng thúc giục cằn nhằn, mở mắt ra bắt con học, thậm chí nó không có thời gian để thở nữa. Thế còn anh đã làm gì? Anh ở đâu những lúc con bé nó cần anh nhất? Thôi, không nói nữa. Đã nói rồi thì nói luôn đi. Cái nhà này có khác gì cái nhà trọ của anh không? Lúc nào anh cũng có lý do đi sớm về muộn. Hôm thì gặp chị đối tác, hôm thì gặp anh bên quận, hôm thì công việc, hôm thì tiếp khách, hôm thì... Em buồn cười thật đấy. Con xảy ra như thế này cũng là một phần do em. Mà tại sao em cứ chuyện nọ sọ chuyện kia thế nhỉ? Thì chính anh vừa trách em còn gì. Nhưng để em nhắc cho anh nhớ, con cũng là con của anh. Em hỏi anh đã chăm lo cho con bé được ngày nào chưa? Mọi việc liên quan đến con, em đều tự lo, tự quyết. Tại sao bây giờ em lại trách anh? Nếu như em không tự lo, không tự quyết thì anh có để ý đến con bé hay không? Đến thời gian dành cho cái gia đình này anh cũng không có cơ mà. Thôi. Anh đã đủ mệt lắm rồi. Sao em cứ mở mồm ra là đánh nghiến anh chứ nhỉ? Anh biết em rất căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng em hãy hiểu cho anh, thời gian này rất cần tập trung vào giải quyết công việc. Em hãy chịu đựng qua thời gian này có được không? Nói thì dễ, những lúc con bé nó làm tổn thương chính mình thì anh đang ở đâu? Em gọi điện anh không nghe máy. Em chỉ cần anh làm được những điều này thôi. Anh về nhà ăn cơm mỗi tối với gia đình, anh nghe điện thoại những lúc mẹ con em cần. Những điều đấy khó thế sao? Đúng là thời gian vừa rồi em quá tập trung vào công việc nên không dành thời gian cho vợ con được. Bao biện, đàn ông ai chẳng phải tập trung cho công việc, cho sự nghiệp. Nhưng mà nói như chú ấy, thì đừng lấy vợ sinh con đấy. Ngày trước tôi đã nói với chú, nếu cảm thấy không thể về nhà ăn với vợ con một bữa cơm thì đừng cưới. Vì có cưới cũng tan. Em xin lỗi. Lý do thực sự của chú là gì? Thời gian này công việc của em rất căng thẳng. Nhiều lúc em muốn chia sẻ với Thuận, nhưng mà cô ấy... Người khôn ngoan như chú ấy, thì phải biết cái gì quan trọng hơn. Chú kiếm thật nhiều tiền mà để mất vợ con gia đình. Thử hỏi tiền bạc chú kiếm được có ý nghĩa gì không? Anh nói em cứ như một thằng đàn ông tệ bạc ấy. Có phải em không biết cái gì là quan trọng đâu? Chú biết mà để con bé ra nông nỗi đấy à? Tôi khuyên thật, chú hãy trân trọng những gì mình đang có. Đừng có suy nghĩ viển vông, mơ mộng hão huyền, thả mồi bắt bóng. Bác ạ. Chào cô. Bác lên lâu chưa ạ? Tôi lên từ sáng. Bác vào trong nhà đi ạ. Anh Khang tối nay đi làm về muộn. Bác đã ăn gì chưa? Để em nấu cái gì cho bác ăn ạ? Cảm ơn cô đã có lời mời. Tôi ăn cơm bên chỗ thằng Thiện rồi. Này, cô mang cái ruốc tôm cho con bé Phương. Dạ vâng, em xin ạ. Và có mấy lời muốn nói với cô. Dạ vâng ạ, bác cứ nói đi ạ. Sáng nay
tôi đã nói chuyện với chú Khang và biết chuyện của cháu Phương. Thực ra thì việc này cũng không có gì mới mẻ. Chú Khang đã nhiều lần than vãn với tôi rồi, nhưng lần này thì tôi không thể im lặng được nữa. Tôi đã nói chú Khang phải ngăn cô lại. Nhồi con học như cô, rồi có ngày mất con thật đấy. Nhưng chú ấy thì sao? Bất lực, vì cô có chịu nghe ai đâu. Cô không những làm khổ con mình, còn lôi chồng mình vào những mệt mỏi cùng mình. Về chuyện này thì em mong bác bình tĩnh, nghe em giải thích đã. Còn giải thích cái gì? Mỗi lần tôi đến chơi, cô đều mặt nặng mày nhẹ. Chắc là bác hiểu sai em ở đâu. Chứ em chưa bao giờ có ý là không tôn trọng bác. Chỉ là thời gian gần đây nhà em xảy ra quá nhiều chuyện. Cô nhìn lại cách cư xử của cô với anh chồng đi. Mỗi lần tôi đến chơi, chú Khang đều tìm mọi cách để bao biện cho cô. Tôi muốn giữ thể diện cho cô nên tôi không nói. Tính em xưa nay vốn rõ ràng rành mạch. Nếu mà bác cảm thấy em đón tiếp bác chưa được chu đáo thì bác cứ góp ý, em sẽ rút kinh nghiệm. Chỗ người nhà, bác cũng không cần phải giữ thể diện cho em. Còn góp ý cái gì? Cái thái độ của cô nó rành rành ra đấy. Về cách ăn ở với gia đình hai bên nội ngoại và chăm sóc gia đình, em đã cố gắng để luôn làm tròn trách nhiệm. Có lẽ là bác hiểu nhầm em, sinh ra ác cảm với em. Ê, hôm trước chú Khang hỏi vay tôi tiền. Tôi hỏi dùng vào việc gì chú ấy không nói. Tôi mới xoay được một nửa, cô cất đi mà lo việc cho chú ấy. Dạ. Mà cô có biết chú Khang cần tiền làm gì không? Chú Khang là người trọng thể diện. Nếu không có việc cùng cực, chú ấy không mở lời với tôi đâu. Cô là vợ, cô có biết chú ấy đang gặp chuyện gì không? Vấn đề ở chỗ là em có hỏi thì anh ấy cũng không nói. Đấy, cô phải xem lại chính mình đi. Là vợ chồng, nói chuyện với nhau phải nhẹ nhàng. Cứ như cô ấy, chưa nói đã thái độ thì thằng chồng nào nó muốn chia sẻ. Dạ. Là anh em trong gia đình, tôi mới chia sẻ thẳng thắn. Cô xem lại mình đi. Dạ vâng ạ. Để em tiện bác ạ. Tôi về. Dạ vâng, bác về ạ.